Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, sau khi tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, không khí lạnh sát mặt đất tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Bên cạnh đó, ở độ cao vài km, dòng xiết gió Tây đang có xu hướng hoạt động mạnh lên. Vì vậy mà đêm qua ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ ban đêm vẫn còn ở mức khá thấp. Các tỉnh Trung Trung Bộ, từ đêm qua đã có mưa, có nơi mưa vừa, nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục giảm thêm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi nhiều nơi có nhiệt độ xuống dưới 12 độ trời rét. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa xa phía Nam lưỡi cao lạnh lục địa nên chỉ có mưa vài nơi, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục di chuyển sâu xuống phía Nam tới các tỉnh Trung Trung Bộ và một số nơi của Nam Trung Bộ. Vì vậy, ngày và đêm hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã nằm sâu trong khối không khí lục địa có cường độ suy yếu dần, trong khi trên cao dòng xiết gió Tây còn duy trì. Vì vậy, trên toàn khu vực tiếp tục có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây và âm u, do vậy nên nhiệt độ trong ngày tiếp tục duy trì mức khá thấp nhiệt độ cao nhất phổ biến chỉ từ 17 cho đến 20 độ. Về đêm thì nhiệt độ tiếp tục giảm và thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ trời rét. Do gió đông bắc mạnh đã dịch chuyển sâu xuống phía nam, nên ở các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ ngày hôm nay chỉ có mưa ở vài nơi, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn còn ở mức thấp với giao động từ 16 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc ở mực thấp khá là mạnh. Phía trên cao có gió đông, hai luồng gió đều mang hơi ẩm từ biển thổi vào nên trên toàn khu vực ngày hôm nay dự báo sẽ tiếp tục có mưa rải rác. Một số nơi có lượng mưa khá cao, vì thế mà nhiệt độ ngày hôm nay sẽ giảm đi một vài độ. Tiết trời trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn so với 24 giờ trước. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa xa phía Nam và ít chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nên thời tiết vẫn duy trì ít mưa, ban ngày trời có nắng. Tuy nhiên, do có sự khuếch tán của không khí lạnh hơn từ phía Bắc khiến cho nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ. Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ sấp xỉ khoảng 33 độ và miền Đông cũng là khu vực nóng nhất trên cả nước. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ tiếp tục suy yếu nên tại các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa, nền nhiệt tăng chậm, trời còn rét. Các tỉnh ven biển Trung Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ. Các khu vực khác thời tiết ít thay đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho đến 17 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây có mưa và mưa nhỏ dài rác gió đông bắc cấp 2 trời rét nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và thấp nhất là khoảng 15 cho đến 17 độ xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ tại đây nhiều mây có mưa ở vài nơi gió nhẹ trời rét nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa với gió đông bắc cấp 2 cấp 3 Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là khoảng 23 đến 26 độ, còn ở phía Nam là từ 26 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa rải rác, phía Bắc có nơi mưa vừa với gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 cho đến 25 độ. Tại vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa với gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 cho đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay, thay đổi ngày nắng đêm không mưa với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật trên cấp 6 biển động, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Tuy nhiên trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh, gây ảnh hưởng sâu đến hoạt động của tàu thuyền. Nhiệt độ phổ biến ở mức từ 26 đến 30 độ. Như vậy trong ngày và đêm nay thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.